lúc nào cũng khỏe mạnh hoài, đẹp hoài, đẹp hoài, trẻ mãi mà trẻ không bao giờ già. Ừ. Và giống như chương trình văn nghệ, rồi tôi uống mấy ly bia thở không nổi rồi. Thế thì sẽ đến với gì một lớp cái lưu trích đoạn được mang tên Khách sạn Hào Hoa. Còn lời lẽ nào nữa em hãy nói nữa đi, hãy nguyền rủa nữa đi, em hãy nguyền rủa nữa đi cho vừa lòng hoa. Như qua như cơm phong lan xưa, lần về ngò chút như cánh nén nhớ mùa xuân quay về xứ cũ. Thì cũng như tôi tìm đến cô là do mối tâm tình từ thuở ấu, cô thuở hồn nhiễm tung tăng đùa giỡn trước sân trường. Hai tâm hồn bé nhỏ nhà cấn kề kỷ niệm đất thanh sâu, rồi lên Sài Gòn theo chung học xa xôi, nhưng lòng chân gửi về quê hương ngọt ngào dòng sông Hầu. Đã bao lần bên tình xuất dân, anh không biết được điều đó. Vì từ khi anh trở lại Sài Gòn, không một lần anh trở về thăm quê hương đại ngày. Có một mùa bài trường năm đó, tôi trở về quê thăm lại bạn hiền xưa, nhưng ngôi nhà xưa đã còn bạn thân thương thì biểu bà đến phương nào. Trả lời anh chỉ có sống trường gian vô nghĩa gì đâu. Trở lại Sài Gòn chưa qua niên học thì quân trường ác nghiệt buộc tôi phải xa lìa đèn sách. Tôi không muốn làm mồi cho bom đạn, qua lớp tiền để làm cảnh sát để được yên thân, giờ gặp lại nhau đây chưa kịp vui mừng. Nhưng hiểu thì một bề hình khiến lòng tôi tê buốt tờ da băng. Hiểu Ngọc, sẵn có dịp thuận tiện ở đây ta cũng nói với nhau cho lòng giới thắc mắc. Anh biết không, từ khi anh đi xóm làng buồn xa xa, khói lửa chiến tranh ngập máu dân lành, ba tôi bị mất tích sau một trận càn, tôi và má không sống được nơi chôn nhau cắt rừng. Một già một trẻ nửa đêm bơi xuồng lần trông, bước luân lưu trôi dạt tới Sài Gòn. Mảnh đất của ngựa xe lửa đảo của son phấn rộn ràng, một già một trẻ phù phiếm.
thấy được nghĩa nhân, nhớ ân tình đầu môi chót người chung quanh. Càng nghe đôi gió đau buốt lại ca trường. Anh Hồng, tại sao lúc nào Hiếu cũng hờ hững như thế vậy? Kẻ xa lánh anh không phải tôi quên đi tình xưa nghĩa cũ, cũng không phải ham mê chuộng ta sang giàu, nhưng trót không về chung lối mộng thì thương nhớ làm gì mà gieo hy vọng bâng quơ. Tạo cảnh đợi chờ thì yêu không bao giờ sắp lại về ông chúng ta, còn tôi dường lòng qua cánh đời người xưa. Gặp gỡ nhau đây chưa kịp vui mừng, mặt bằng mặt sao đành chia tay dình dình. Người yêu tôi học vấn có lẽ chẳng bằng anh, nhưng anh với tôi cùng chung cho anh một cơ hội được không Hiếu? Bây giờ thì chúng ta không có nói gì nữa hết trơn á, chào khán giả đi rồi mình xuống. Thôi mình chào bà con mình xuống anh ơi. Ờ vâng, xin cảm ơn rất là nhiều, cảm ơn nghệ sĩ Thái Điền ạ. À. Rồi hát nhớ Giang Châu dễ sợ gì đó. Cái tường này em năn nỉ dữ lắm nha, bởi em năn nỉ thì sao thì chiều vậy nha. Tô tài anh đi chung gì, vợ ở nhà nó lấy mì sanh con, chưa bao giờ hết chuyện nước non. Anh về anh có mì con anh bồng. Anh Hùng, anh Hùng, anh về Sài Gòn hồi nào vậy anh? Tao về Sài Gòn để tìm lại mái ấm gia đình. Trời ơi, trời ơi, mai la quá cho thang, sân nhỏ ngoài ô đã tan quang gì qua. Vợ con còn đâu nữa, về một phương trời nào, sống chết biết ra sao, cho nên tao mới lê tấm thân què. Vì khách thành đùi ngoại ô, tìm kiếm cho ra vợ con khốn khổ. Đặt tay thằng này
mình. Con me Mỹ đây rồi, con đàn bà phản bội, tao phải giết mày, tao phải giết mày. Mình ơi, mình hãy nghe em nói, rồi mình cứ băm dầm em cho thỏa dạ. Con đàn bà phản bội, mày phải chết, mày phải chết. Mình ơi, đành rằng em có lỗi với mình, xin, nhưng xin mình nghĩ mà thương em. Mình ơi, ngài được tin đơn vì mình báo tự em định bồng con thơ về xứ. Nhưng quê mẹ là một vùng giải phóng, còn anh mang danh lính người phản tông. Em làm bồi phòng cho cư xa Mỹ, kiếm đồng lương dài ngày, chạy thuốc cho con. Rồi một hôm em đi làm dân, cần quả quang xảy ra đã đi giúp con mình. Trời ơi, con tôi bị chết tiêu. Mình ơi, cuộc đời có đạo điên phát loạn, anh
vẫn tin tưởng rằng hình ảnh của em và con vẫn sống mãi giữa tim anh. Trời ơi, anh muốn em sẽ chết cùng anh để hai ta cùng tìm thấy một niềm thủy chung đau đớn để cùng trộn vùi hai tình thương của hai kiếp sống lạc loài cô đơn vô nghĩa. Chốn lính nằm queo, còn em thì tảo tần mua bán cực khổ mà em vui. Anh nằm queo mà anh tự do hạnh phúc, bên cạnh vợ hiền và một đứa con ngoan. Em đã khóc nhiều rồi, hôm nay anh không muốn thấy giọt nước mắt nào tràn ra khỏi mắt em. Không, anh không đầu hàng hoàn cảnh, mà anh phải trả thù mình. Anh hy sinh thân xác này để chuộc lại linh hồn của em trong những ngày thơ mộng cũ. Dù cho em đành làm gì, hiện tại ra sao thì anh vẫn yêu em và tha thứ cho em. Anh xin em quên vì chồng cũ và hình ảnh cái con thơ mà mình đã chung sống bên nhau trong quá khứ, thì nó phải thuộc về nhau trong hiện tại. Em mãi là vợ hiền, là lẽ sống của đời anh. Thương ơi, em đã ngự trị trong trái tim anh ngay trong những giờ hấp hối. Thì hôm nay trong cuộc sống xin em đừng bỏ anh. Thương ơi, xin em đừng bỏ anh một mình chơi trái tim với máu và một mối tâm mình. Bà hãy về đi.